các vị mỗi một lần mà các vị bị đau khổ, bị bức xúc cái gì đó, các vị nhớ kinh điển, các pháp từ xưa nay chưa từng có khổ đau, chưa từng có nhiễm ô. Ông an trú được nhất thừa thì đừng trách hờn các pháp, đừng trách hờn vạn vật. Nhìn lục trần thanh thản, hỡi tộc nhìn lục trần cho thanh thản. Nhìn sắc thanh hương vị xúc pháp một cách thanh thản, đừng để nhìn sắc nó thành ra sắc trần, đó là mất thanh thản rồi. Nghe âm thanh mà nó trở thành thanh trần là mất thanh thản rồi. Tức là nó gây ra cái sự phân biệt, sự thương ghét, sự tốt xấu, sự khen chê, sự nhiễm ô rồi. Ở đây mình phải nhìn lục trần thanh thản, không thương, không ghét, không tốt, không xấu, không bị nó lôi cuốn mê hoặc, mà cũng không bị nó làm cho mình nản chí. Nhìn lục trần thanh thản sẽ gặp được cố nhân, tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình, là Phật tánh của mình đó. Bây giờ thì mình học lâu lâu năm quá rồi, ở đây đó bây giờ là mình đi sâu vào các phương pháp ứng dụng trong cuộc sống. Cho nên ở đây là phải học Phật là thường trụ là vậy đó, tức là cái giác tánh thanh tịnh của mình là không bao giờ nó tan biến đi đâu được hết. Coi như cái tánh thanh tịnh của hư không nó không bao giờ nó tan biến. Cái bầu trời, cái bầu hư không có thể bị núi lửa phun khói phun bụi, có thể bị 700-800 giếng dầu ở bên Kuwait năm ngoái năm kia nó phục lên làm đen đi cả một cái vùng trời, mà mưa xuống là phải mang nước đen mà tuôn nước mưa đen á, nhưng mà rồi không có sao hết. Cái đen đó là cái đen hiện tượng duyên sanh trong một giai đoạn phiền não vô minh của chúng sanh nó gây ra. Rồi thì trong vòng mấy tháng người ta khắc phục, ta làm cho dầu không còn cháy nữa, rồi cái khói đó tự nhiên là nó tự nó hóa giải trong cái bầu trời thanh tịnh. Bây giờ nó vẫn thanh tịnh như tất cả các nơi khác. Thế thì cái Phật thường trụ của chúng ta ở trong lòng của chúng ta là vậy đó. Có lúc ta vui mừng buồn giận thương ghét, đó là phàm phu nó bị hiển lộ ra trong một giai đoạn nhất thời. Nhưng mà còn cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mọi người của chúng ta thì không có lúc nào mà ai làm cho nó mất đi đâu được hết. Cho nên phải học Phật là thường trụ, là Phật đó đó. Này Ca Diếp, nghĩa Niết Bàn chính là Pháp tánh mà chư Phật nói. Đó, Niết Bàn mình nhận thức được cái pháp tánh của già, cái tánh của dạng pháp là tánh thanh tịnh đó mà, thì đó chính là cái nghĩa Niết Bàn này. Nhìn lục trần thanh thản, tức là nhìn cái tánh của dạng pháp mình không có thấy nhiễm ô. À thì là mình sẽ có cái sự an lành, mình sẽ có được cái Niết Bàn. Niết Bàn là do nhận thức pháp tánh, cái tánh thanh tịnh của dạng pháp. Nhận thức được cái tánh thanh tịnh của dạng pháp rồi thì dạng pháp nó có vậy đó, mà mình không có bị nó chi phối, nó làm mình khổ đau. Cho nên Niết Bàn chính là pháp tánh mà chư Phật nói. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật rằng: pháp tánh của chư Phật nghĩa thế nào? Mong Đức Như Lai giải rộng cho. Theo con hiểu, pháp tánh có nghĩa là phải xả bỏ sắc thân. Hiểu vậy không trúng. Pháp tánh không phải là cần phải xả bỏ cái sắc thân, hay là xả bỏ cái thứ vật chất nào mới có pháp tánh, không phải vậy. Theo con hiểu, pháp tánh có nghĩa là phải xả bỏ sắc thân. Hiểu vậy là ông trúng rồi. Rồi ông lý luận thêm này: đã xả bỏ sắc thân tức là vô sở hữu. Nếu vô sở hữu thì thân không còn. Thân nếu mà tồn tại thì sao lại nói là thân có pháp tánh?
thân có pháp tánh sao thân lại còn. Có nghĩa là cái hiểu sai lầm theo ca diếp cho rằng là khi mà đề cập tới pháp tánh có nghĩa là dạng pháp không còn tồn tại, nó mới hiển lộ ra cái pháp tánh thanh tịnh. Ý của ông ca diếp thưa với Phật vậy, hiểu như vậy là sai. Mà đúng chánh pháp là vạn pháp vẫn tồn tại, vẫn hiện hữu, vẫn sanh trụ dị diệt như bình thường, mà người ta vẫn thọ dụng được cái tánh thanh tịnh của vạn pháp. Cái người tu hành người ta vẫn thọ dụng được cái tánh thanh tịnh của vạn pháp, chứ không cần phải diệt nó để cho nó mất đi rồi mới có cái pháp tánh nào đó. Cho nên là cái này tôi nói mà các vị mà không có ở trong cái môi trường giống như tôi ví dụ thì các vị khó nhận. Chứ cỡ như tôi bây giờ, tất nhiên là lâu lâu rồi nó cũng có những cái nó không phải là được vĩnh cửu liên tục trong sáng như vậy mãi đâu. Nhưng mà thật sự là tôi có, dưới mắt tôi bây giờ là tôi nhìn vạn pháp tôi đẹp vô cùng vô tận. Cho nên trên đường tôi đi từ đó đến đây là tôi nhìn trời nè, tôi nhìn mây nè, tôi nhìn cây nè, tôi nhìn rừng nè, và tất cả những cái cỏ dại tầm thường tôi nhìn đẹp hết. Mà tôi nói các vị có thể là các vị khó tin và không nghĩ rằng là có sự thật như vậy. Cái sự thật là cỡ như tôi bây giờ là tôi nhìn thấy đẹp kỳ lạ, kể cả cỏ chứ không phải là kiển nha. Kiển mà quý 5-7 triệu cây, 10 triệu cây chậu đó, cái đó người ta gọi là quý đó, đối với tôi là y như cái bụi cỏ tầm thường. Bụi cỏ tầm thường tôi nhìn vẫn đẹp một cách như là não nung, vẫn thích thú như là cùng với cái chậu kiển mà 50 triệu, không có gì hơn kém cả. Thậm chí cái chậu kiển mà 50 triệu đó mà bị người ta tỉa, ta uống, ta nắng, ta sửa đó, nó dưới mắt tôi á thì nó lại không đẹp bằng cái cỏ nội hoa hèn tự nhiên của vũ trụ vạn hữu. Nhìn nó đẹp lạ lùng, nó an lành lạ lùng. Mà cái đó ở thành phố nói các vị khó tin lắm, là với các vị nhiều tiền quá mà mua cây mai 15 triệu, rồi có cái cây kiển mà ta uống cả 100 năm rồi đó, các vị dám mua 100 triệu mà. Thì cái của tôi nói đó các vị này sao nghe nổi. Có những cặp kiển ta mua 100 triệu, 200 triệu. Cây mai đó nó là 100 năm, cây me đó, cặp me đó là ta nuôi cái là 150 năm, thì ta dám mua 200-300 triệu một cặp như vậy. Thì làm sao cái tôi nói người ta nghe được. Nhưng mà chừng nào mà các vị mà có được cái đó, tự các vị có được cái đó các vị mới biết. Mà muốn có được cái đó thì phải có thường tư duy quán chiếu. Quán chiếu từ tới cái lúc mà cái tâm của các vị tịnh, cái tâm của các vị an, thì lúc bây giờ các vị mới chứng minh được cái chữ mà tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh. Cái tâm của các vị an thì các vị nhìn từ trời mây non nước cỏ cây hoa lá cỏ nổi hoa hàng cây nào cái gì các vị nhìn cũng đẹp hết. Nhưng mà tôi cũng báo động cho mà biết, các vị có thể nhìn trong một giai đoạn mấy tiếng đồng hồ, một buổi, một ngày gì đó an ha, nhưng mà nếu sau đó các vị không làm chủ, chưa làm chủ được lục căn mình á, các vị bị một cái phiền toái nào đó nó tác động vô thì cũng trời nước cũng cảnh vật cỏ qua đó, mà các vị nhìn không còn một tí đẹp nào. Đó là một sự thật mà tu hành, muốn tu hành đạo Phật phải để cái đó mới chứng nhập được sự thật của kinh điển dạy, cái lời dạy của Phật.
bản thân tôi biết. Nhưng mà cỡ như bây giờ vậy mà nếu mà cái lúc mà tôi nhìn trở lại những cái cảnh vật đó mà không còn đẹp nữa là tôi biết là chú mày sai rồi. Mày bị cái sự ngoại cảnh nó tác động làm cho mất đi cái chất thanh tịnh, chứ không phải là bây giờ cảnh bây giờ nó không đẹp, mà chỉ có cảnh hồi hôm qua hay bữa hôm đó mới đẹp. Phải vậy, nó đẹp là tại vì lúc đó tâm của mình an, tâm các vị an, các vị nhìn thấy đẹp. Mà lúc nó không đẹp là tại vì tâm các vị không an. Đó là một sự thật mà ai có để ý mà muốn đi trên con đường mà khinh an và giải thoát và tự tại của đạo Phật, thể nghiệm cái đó để mới thấy rằng cái giáo lý của đạo Phật bồi dưỡng cho con người một cách sống hết sức hiệu quả và an lành, chứ không có nói để gian sinh cầu nguyện vậy đó. Đừng có gian sinh cầu nguyện mất công, lại lục mất công, không ai làm cái gì cho mình được hết. Thank you.